thôi. Em không nhớ mấy tháng nhưng mà cái tần suất mà lên mạng xã hội gặp bố mà, thì hồi em trẻ con mà, thì em cũng nghĩ đơn giản là bố bận như này bố bận anh kia, em vẫn còn vô tư lắm, không nghĩ chuyện mà không nghĩ đến cái chuyện đâu. Nên khi mà cái thời tần suất này mà em điện về, em cảm thấy nhớ bố ấy, đến thì em hỏi thì mẹ cứ giấu là bố mà chạy ra chỗ này, bố mà chạy ra chỗ kia nào ấy, thì nói chung là dần dần rồi đến một cái mức mà em một ngày em nhận về liên tục, em không thể tự nhiên em đến có những cái linh cảm gọi là xấu rồi, cảm thấy rất là không thoải mái mà em điện liên tục, em không hiểu sao lại thông tin kiểu nào mà giấu đến nỗi cả bạn bè em thì cũng giấu em luôn, tất cả mọi người như chung một chí hướng là để giấu em ấy. Hai tháng rưỡi ba hôm sau thì anh bắt đầu nhập học ở trong Vũng Tàu này, thì anh có ghé qua thành phố Hồ Chí Minh, anh báo cho em tin đấy, anh với cậu em báo cho em tin đấy. Nếu mà nhớ lại cái hình ảnh lớn nhất và cái sự kỳ vọng của bố mà trong lòng em đó là gì? Thực sự thì em thì một cái câu cuối cùng trước khi mà bố mà gặp trực tiếp bố nói em thì bố chỉ bảo là bố về nhé, rồi ở đây cố gắng tập luyện, với bố bảo là kiểu là sống làm sao ấy để cho người ta quý mình, bố chỉ nói vậy thôi. Từ hôm ấy giờ đi là cứ điện thoại về nhà bố đau lòng lắm, khi bắt đầu mà cứ có điện thoại mà bảo nó, người ta gọi bảo là thằng Vương nó điện về, nó bảo cho nó gặp bố nó, thì lúc nào lấy còn gì bố nữa. Cái lần cuối cùng nó điện nó bảo mẹ có biết ngày này con hết bao nhiêu tiền điện thoại không, con chỉ cần con gặp được bố con. Em có thể kể lại cái ngày đầu mà em chơi bóng và em bước chân vào môi trường mà bóng đá của Năng Khiếu là duyên cớ nào hay là người nào đã dẫn dắt em? Khi còn bé rất là ham bóng đá. Lúc đó mấy tuổi? Lúc đấy em cũng nói chung là nó tầm khoảng lớp 2, lớp 3. Em toàn hay đi đá bóng, lúc đấy bé nhưng mà toàn lại đi đá bóng với những anh lớn ở làng, ở xã ấy. Hồi đấy thì thực sự em chỉ nghĩ bóng đá nó đơn giản, nó chỉ là một cái môn mà thể thao vui chơi, chứ chưa nghĩ được là bóng đá nó sẽ thành một cái nghề của mình sau này. Ở làng thì có những cái giải đá bóng ấy. Giải đá bóng của các xã với nhau, của các huyện với nhau, nhưng bố là người trực tiếp chở em đi đến đấy để nói chung là cũng là động viên tinh thần em ấy. Khi đó thì bố dẫn em vào học ở trường Năng Khiếu Thái Bình. Em ở Năng Khiếu Thái Bình từ kỳ 2 năm lớp 5, đấy, như 1 năm rưỡi ấy. Chị có đọc một bài báo, trong cái bài báo đó chia sẻ là cứ như là không may mắn đi, mình gọi là không may đi, khi mà mình không được nhận cái giấy báo trúng tuyển vào đúng cái lúc cần thiết của nó, để mà mình bị chậm chân và mình bị hụt mất cái lứa lần đó. Khi mà bài báo đó lên như vậy em đọc đó, em có cảm thấy nhớ lại khoảnh khắc đó, em có khó chịu không? Bởi vì em có nghĩ cái đó là một cái dấu ấn trong đời mình mà nó hằn vào trong tâm trí của mình. Đúng, thực sự là nó hằn vào trong tâm trí em ấy. Và đến bây giờ khi mà nhìn lại tất cả mọi thứ mà em đã trải qua thì em thấy em có một cái gì đó gọi là rất là chậm trễ và rất là muộn so với người ta. Thực sự thì em không biết, nhưng mà theo các thầy nhận xét là nếu mà em đến sớm thì em có thể được vào học viện. Hồi đấy là lớp vào học viện lớp Năng Khiếu thì hai bên họ song song với nhau, còn lớp Năng Khiếu là lớp những người mà học viện họ không cần nữa, cũng có một gì gọi đấy gọi là chạy lòng cũng buồn. Nhưng mà khi mà cũng các thầy cũng nói, cũng nhắn nhủ bảo là cái mục tiêu cuối cùng sau này á là sẽ chơi ở sân chơi V-League. Suy cho cùng thì thực sự em cảm thấy là hài lòng với tất cả mọi thứ. Em nghĩ đơn giản đó là một phần cuộc sống của mình đã sắp đặt như thế rồi. Trải qua những cái khoảng thời gian đó mà cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Vâng, giờ nghĩ lại thì rất là nhớ những cái cảm giác mà khi mà còn bé vẫn còn đi giống như là trốn ra ngoài để mua những cái đồ tạp hóa, đồ ăn rồi các thứ mang vào trong rồi ăn uống với nhau. Lúc đó thì mình cũng không có nhiều cảm giác xa nhà, mà quê em lúc đó là ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng. Còn bây giờ thì gia đình của em đang ở đâu? Gia đình em bây giờ đang chuyển ở Vũng Tàu rồi. À, được lâu chưa em? Dạ, cũng được gần 3 năm rồi. Là tất cả gia đình của em luôn? Dạ vâng. Mà em lên đây là 2-3 tuần để chơi với bạn bè? Không, em thì thường xuyên thì em ở Vũng Tàu, nhưng thỉnh thoảng em lên đây 1 ngày, 2 ngày thôi, rồi em lại quay về Vũng Tàu ạ. À, lên đây là để chơi với bạn bè với lại thăm bạn gái. À, em thì ở xa rồi, chứ không phải là ở đây. Nãy giờ cái gì cũng nói mà sao ở đâu không chịu nói. Bạn gái em đi du học à? Thường tại sao mấy cầu thủ ai cũng đẹp trai mà cũng có bạn gái sớm vậy? Là do em chủ động hay là người ta tấn công em? Em chủ động. Sướng quá mấy bạn. Ủa, nhưng mà làm sao mấy bạn đó có cơ hội để được em biết đến để mà chủ động? Cà phê rồi tình cờ gặp nhau ấy thôi ạ. Vậy là mấy bạn trẻ phải thường xuyên ra quán cà phê ngồi nha. Nhất là mấy chỗ nào mà mấy cầu thủ em đi ngang qua. Bây giờ về đi. Thì hôm nay chị được gặp em, trò chuyện với em thì chị rất là vui rồi. Thì chị muốn được hiểu nhiều hơn về em. Thì mình có thể, em có thể dẫn chị về nhà em ở Vũng Tàu được không? Nó cũng gần đó. Dạ, nếu mà chị cảm thấy vui. Các em vừa khiêm tốn vừa dễ tính nữa. Giờ mình uống hết ly nước là đi ha. Dạ vâng. Chiếc xe hồng vừa đến Vũng Tàu, Nico Lan Trinh có một quyết định ngẫu hứng.
dạo biển cùng Minh Vương để tìm hiểu một câu chuyện rất đặc biệt của anh. Thân chưa? Thân à? Đi một chuyến xe ra tới Vũng Tàu là còn gì? Sao thân nữa? Bình thường em có những cái cõi riêng trong lòng mình mà mình chưa bao giờ tâm sự với ai không? Những cái lúc mà điên nhất của em á, có không? Có. Em thường kiểu mà giống như là những cái áp lực của bản thân mình ấy, và cũng nhiều lần nói ra kiểu chia sẻ với một số người mà giống như cũng như là các anh em trong đội ấy, những người mà thực sự thân thiết. Hai thứ mà những người mình cảm thấy nói được là hầu như em cũng chia sẻ. Bên bàn nhậu hả hay sao? Không, chỉ là hai người ngồi nói chuyện với nhau ấy, bình thường như thế này thôi. Vậy đâu có gì đâu điên. Thực sự mà để mà bảo mà em nói ra được những điều đấy, thực sự nó phải kiểu giống như đến một cái mức nào mà em giống như em chịu gần như chịu không nổi đó. Thường là những cái áp lực đó là sẽ về việc đá banh của mình. Vâng, nó là hầu như nó là những cái chuyện đá banh. Tại vì em kể với chị á, bố em là người dẫn em đi vào học và sau đó vài ngày thì là bố qua đời. Chị nghe nói là không ai kể cho em nghe cái biến cố như vậy, muốn giấu em. Khi đó bố bệnh hay là sao em? Bố em bị đột quỵ, đang rất là khỏe mà tự nhiên kiểu bị như vậy luôn. Em cũng nghe cũng không hiểu như thế nào lại bị như vậy, vì bố là một người rất là khỏe, theo những người ta đánh giá bố rất là khỏe, nhưng mà đột quỵ rồi. Khi mà gia đình giấu như vậy rồi làm sao em biết? Trong một thời gian mà thực sự là trước khi mỗi lần em điện về nhà ấy, người đầu tiên em gặp lúc nào là bố, thì bố là người mất máy hết cả lần đầu tiên. Nhưng mà dần dần em điện thì không gặp bố, lúc thì gặp anh, lúc thì gặp mẹ. Vậy thế giấu mà... lâu không em? Lâu, cũng phải mấy tháng ấy. Trời ơi. Em không nhớ mấy tháng, nhưng mà cái tần suất mà lên mẹ sao em gặp bố mà thì hồi em trẻ con mà, thì em cũng nghĩ đơn giản là bố bận như này, bố bận anh kia. Em vẫn còn vô tư lắm, không nghĩ đến cái chuyện này đâu. Nhưng khi mà cái tần suất này mà em điện về, em cảm thấy nhớ bố ấy. Đến đi thì em hỏi thì mẹ anh cứ giấu là bố mà chạy ra chỗ này, bố mà chạy ra chỗ kia nào ấy, thì nói chung là dần dần rồi đến một cái mức mà em một ngày là em nhận về liên tục, em không thể tự nhiên em đến có những cái linh cảm gọi là xấu rồi, cảm thấy rất là không thoải mái đúng không? Em điện liên tục, em không hiểu sao lại thông tin kiểu nào mà giấu đến nỗi cả bạn bè em thì cũng giấu em luôn. Tất cả mọi người như chung một cái chí hướng là để giấu em ấy. Hai tháng rưỡi ba tháng sau thì anh bắt đầu nhập học ở trong Vũng Tàu này. Thì anh có ghé qua thành phố Hồ Chí Minh thì anh báo cho em tin đấy, anh với cậu em báo cho em tin đấy. Nếu mà nhớ lại cái hình ảnh lớn nhất và cái sự kỳ vọng của bố mà trong lòng em đó là gì? Thực sự thì em thì một cái câu cuối cùng trước khi mà bố mà gặp trực tiếp bố nói em thì bố chỉ bảo là bố về nhé, rồi ở đây cố gắng tập luyện, với bố bảo là kiểu là sống làm sao ấy để cho người ta quý mình, bố chỉ nói vậy thôi. Wow, rất là đặc biệt luôn. Cái câu cuối cùng á mà một người thân yêu thương mình trước khi ra đi mà nói với mình, mặc dù họ không hề biết cái câu đó là câu cuối cùng á, nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Chị rất là chia sẻ với em cũng như là cảm thấy cái câu đó rõ ràng là nó cũng là một cái kim chỉ nam dành cho em. Để mà bây giờ chị chia sẻ với em, chị cảm thấy là em rất là khiêm tốn và biết được mình đang ở cái vị trí nào để mà tiếp tục cố gắng, chứ không có trách móc vào cuộc đời hay là con người. Thực sự thì mẹ em ấy, em cảm thấy mẹ em là một người mà hy sinh rất là nhiều, và thực sự là giờ mà nhìn lại sao mẹ em lại vượt qua được những cái lúc mà khó khăn như thế. Nhà em lúc đấy cũng có công việc mà cũng nuôi vịt ấp trứng và các thứ, mà công việc thực sự rất là bận rộn, hai người làm đã khó rồi, bây giờ mình chỉ còn một mình mẹ. Nhưng mà hồi đấy mẹ cũng, em cũng không là người chứng kiến cho anh em, mẹ kể phải làm ngày làm đêm, làm thay phần của bố nữa để lo cho anh ăn học. Và đến khi mà anh đã có một thứ gọi là ổn định đây thì thực sự công việc em rất vả, nên mọi người trong nhà cũng như em cũng như anh bảo mẹ nên dừng lại cái công việc này. Bây giờ thì Miko Lan Trinh rất là mong muốn được gặp người phụ nữ rất là vĩ đại trong cuộc đời của bạn Minh Vương này. Bây giờ mình sẽ về nhà để thăm bác, không biết có anh của em nhà không? Anh em thì anh em chị dâu thì nay phải mắc công việc.
em dạ. Rồi, vậy mình đến thăm bác ha. Dạ vâng. Hãy cùng Miko Lan Trinh đến thăm căn nhà nhỏ nhiều màu xanh của gia đình Minh Vương ở thành phố Vũng Tàu, nơi có bóng hồng quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng cầu thủ này. Người ta đi chơi Sài Gòn giờ mới về thăm nhà nên đừng theo quần áo, với lại đi mua sắm đồ còn nguyên mạc luôn. Ơi. Nhà ơi. Nhà có khách. Em. Vâng ạ. Dạ con chào cô, con là Lan Trinh. Ôi cô trẻ quá vậy. Cô trẻ gì đâu. Con xin phép để cho em Vương dẫn con đi một vòng tham quan nhà xíu rồi con quay lại nói chuyện với cô được không cô? Đấy. Vâng ạ. Trên lầu là vâng, có phòng của mẹ với phòng của em ở trên lầu. Có được vô phòng em không? Vâng, được. Hiền quá vậy. Dễ tính. Đi trước đi. Phòng em thì nó thực ra nó chỉ có cái chiếu với cái đây á. Đây là thực ra là phòng của mẹ. Thẳng đấy. Đây là phòng của em. Nó chỉ có cái nệm với là cái gối á. Mỗi lần về thì em hay nghĩ ở đây. Em là ở khách đây. Ở trọ ở đây. Giống như khách. Ờ. Đó. Khách ở trọ. Chứ ở đây nó lại thiếu. Đầy đủ tiện nghi kiểu như ở trong Sài Gòn thì thôi cái phòng này bốn năm trăm đêm ấy, 4 triệu một tháng. Là đây là nơi mà lâu lâu mới về, tại vì về mỗi lần được có 2 tuần đúng không? Hết giả thì được gần tháng, còn lại là ví dụ như nghỉ phép ấy thì chắc chỉ được 1 tuần. À, 1 tuần. 1 tuần là cao nhất. Cái Tết thì 1 tuần cao nhất. Miko Lan Trinh đang được trò chuyện với mẹ của cầu thủ Minh Vương là cô Chuốt. À, con chào cô. Cô chào sao? Dạ. Cô thấy lúc đó lúc mà còn nhỏ đó, tâm tính của Minh Vương như thế nào cô? Vương ấy, lúc nó còn nhỏ là nó một cái đứa trẻ rất là hiếu động. Nó nghịch đến nỗi mà nhà thì lúc nào cũng bảo sao mà nó nghịch, nó không biết mệt. Quần áo nó nằm xoay đó, nó thổi vòng, nó rách hết cả đầu gối, rách hết cả ngực. Thế mà quái gì sao? Sao lại nghịch đến như thế này? Những cái quần mẹ mới may cho Tết mà giờ mới có nay mới có được nửa tháng mà đã rách. Nó chỉ cười thế, còn bố nó thì bảo đấy con bà đẻ ra đấy chứ chả phải con ai. Thì cái chồng thế nhỉ, nó chỉ có nghịch thì vừa ngày sau cái thời mà bố nó mất ấy, thì tính nó lại khác hẳn. Nó trở nên cái đứa nó ít nói, nó chề nhẹ cô, nó không nói năng gì. Mọi người nói dối đi được là mặc kệ nó. Có thể thấy là gia đình em rất là muốn bảo vệ cảm xúc của em. Mẹ em cũng rất là lo về cái chuyện mà khi mà thằng Vương mà biết được như thế này thì nó sẽ không đi đá bóng nữa đâu. Thì thằng này nó kiểu sống nó hơi trầm tính ấy. Mẹ em sợ em bị sốc và thường sẽ không đá bóng. Nhưng thực sự cái suy nghĩ mà dừng đá bóng nó không có hiện ở đầu em. Mẹ và mọi người lo xa, lo xa rồi. Mà khi biết ra thì cảm xúc em sao và ngược lại em có giận không? Thì thực sự lúc đấy em còn bé, em chưa có nghĩ được một cái mà gọi là quá sâu xa. Khi mà đến thì anh em nói thì em nói chung là em cứ khóc, em chả biết nói gì cả. Cái lúc đấy em chả biết nói gì, nhưng mà thực sự em vẫn không tin. Em giống như cái chuyện đấy nó giống như một cái cú sốc mà rất khó để chấp nhận được điều đó. Đến tận cái hôm mà nó được nghỉ Tết thì là khi về, thế là nó bắt đầu nó về, nó còn bước chân, còn đặt chân lên thềm, còn nhìn bàn thờ, còn thích ảnh trên bàn thờ là thôi con không nghĩ được một cái gì nữa. Lúc đấy thì thực sự là nó chấp nhận là bố nó mất như thế, bởi vì là chú đã to béo khỏe mạnh mà chú chẳng sao cả. Chú bệnh tim là sơ vỡ động mạch vành cấp, cho nên là chú đi một cách rất là nhanh chóng, cho nên là nó còn không thể chấp nhận được cái sự thật đấy. Thế nhưng mà rồi thì cũng là mưa tạnh.
gió tan là cái bát nước nguội dần ấy, rồi là dần già nó nguôi ngoai đi. Chị, bây giờ khi mà em đá ở những cái trận mà trên tivi á, cô có đón coi không, hay là cũng bữa coi bữa không, hay là phải đón coi rồi xong rồi kêu gọi cả xóm cùng coi con mình này nọ, có không cô? Lắm lúc là coi đi là không dám coi, cứ coi lại để nếu là thấy cảm tưởng với tất cả các cái nó bình thường ấy là ấy thì mới dám coi chứ. Bóng đá này thì cũng chả tránh khỏi được, cũng có chấn thương như thế này nhỉ. Thế thì cứ hỏi nó, thì nó chỉ bảo con bình thường. Vậy bây giờ quan sát cái quá trình trưởng thành và thành công của Minh Vương á, thì cái lúc nào là cô thấy tự hào nhất về con trai của mình? Từ lúc mà cháu vào trong đấy cháu học hành ấy, thì cô thấy là tất cả các thầy ở trong là khen là cháu ngoan, thế là mình tự hào. Thế còn cái thành tích thì thực sự là Vương thì nó cũng gọi là mới vậy vậy thôi nhỉ, chứ nó không có cái gì là thì ra cái tính khiêm tốn này là tính khiêm tốn này là học từ mẹ. Vậy bây giờ cô có lo tới chuyện trăm năm của Minh Vương chưa? Bây giờ quần bóng đá như thế nhỉ, thế quần lông ba lông bông vậy thì... tuổi nào cũng lông bông trước mặt ba mẹ hết ha. Vương ơi, Vương ơi, tâm sự với mẹ xíu, thấy phát hiện ra nhiều điều lắm nè. Sao kêu là mẹ biết hết bạn gái của em mà bây giờ mẹ kêu biết gì đâu kìa. Biết hả? Biết gì, biết trên Facebook này nọ hả? Cô lỡ về mà không biết nấu ăn gì hết cho cô được không cô? Vậy đi. Thì cô nấu. Mẹ chồng số 1 nha, mẹ chồng tương lai là số 1. Bây giờ cô thấy em có cái tật xấu gì không cô? Nhiều lắm. Sao cô? Sao? Lười lắm, chẳng biết làm được việc gì. Lười lắm hả cô? Lười lắm. Ôi, không phải, chắc tại vì người ta về nhà ít nên người ta thích ngủ. Có lẽ thế, nghỉ ngơi đúng không vậy? Được rồi.